Dyspepsia, thật sự là mình dịch ra khó tiêu nó cũng có đúng. Thật sự đây là một cái rối loạn chức năng của tiêu hóa trên, của đường tiêu hóa trên. Tất cả những cái triệu chứng gì của đường tiêu hóa trên nó gom lại nó gọi là dyspepsia ha. Chứ nó mình tưởng cái khó tiêu là nó tiêu không phải, nhưng mà tại mình dịch ra đúng ra là rối loạn chức năng của tiêu hóa trên. Chứ nó cũng hiện tại giờ mình cũng chưa có cái từ nào cái chính xác hết, để tạm thời mình xài dùng cái đó. Về tần suất thì là từ 10-20% trên thế giới. Ở châu Á chúng ta thì tùy nghiên cứu từ 8-23% dân số. Nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, nó là một cái gánh nặng về kinh tế xã hội. Thì ở Mỹ năm 2009 thì họ thấy là cái chi phí mà để đổ ra trong vấn đề chẩn đoán và điều trị khó tiêu chức năng lên đến 18,4 tỷ đô. Về cơ chế bệnh sinh thì khá là nhiều cơ chế bệnh sinh mới và rất là phức tạp. Do đó nó vẫn có những cái thuốc mới đề nghị trong cái tiêu chuẩn Rome 4, tức là năm 2016 đó. Nhưng thực sự vấn đề điều trị vẫn là một cái vấn đề còn thách thức. Thì hôm nay tôi sẽ trình bày cho các chị nghe về cái cập nhật chẩn đoán và điều trị khó tiêu chức năng theo tiêu chuẩn Rome 4. Đây là cái phân loại đầu tiên các chị phải nắm cái phân loại. Đây là tất cả những cái rối loạn gọi là personal gastrointestinal disorders, tức là những cái rối loạn về tiêu hóa nhưng mà là chức năng. Cái gì mà nói tới chức năng là trị nó khó lắm. Nó có tổn thương thực tế. Thì người ta chia ra A, B, C, D, E, G, H. A đầu tiên là rối loạn về thực quản. Thì hồi nãy mình có nói đến cái vấn đề là personal heartburn, tức là ở nóng chức năng, mình có đau ngực chức năng, ở nóng chức năng, tăng nhạy cảm do trào globus. Là mấy chị thấy bệnh nhân thấy cái thang cảm giác lúc nào cũng có cục cuốn giữa cổ. Đi soi tai mũi họng, đi soi tiêu hóa, đi làm đủ trò, luôn luôn thấy có một cái cục cuốn ở cổ vô cùng khó chịu, mà là chức năng đó là globus, nó có thể là triệu chứng của trào ngược. Và personal dyspepsia tức là nuốt khó chức năng, nhưng nuốt khó cũng là chức năng. Rồi mới tới cái phân tầng thứ hai là gastroduodenal disorders, tức là rối loạn về dạ dày tá tràng. Rối loạn chức năng dạ dày tá tràng nổi bật nhất đó là personal dyspepsia, tức là rối loạn về khó tiêu chức năng mà chúng ta sẽ đề cập đến. Bên cạnh đó nó có cái belching disorder, tức là những cái rối loạn về ở. Mấy chị thấy có những bệnh nhân nó cứ ở liên tục rất là khó chịu á. Ví dụ mà đi làm thì có tiếp xúc mình cứ ở lên nó rất là kỳ cục, hoặc là mới ăn xong ở thì cái rộn thật là to, rất là xấu hổ. Nó có thể là rối loạn chức năng. Khi mà điều trị về chức năng nó có cái vai trò của thuốc thần kinh, những thuốc an thần. Mấy chị điều trị thuốc thường nó hiệu quả đâu nha. Rồi mình có buồn nôn ói mửa chức năng không tìm ra nguyên nhân ha. Rồi cái nhóm là rối loạn về ruột á, thì mình có một cái hội chứng mà rất là quen thuộc với mình, đó là IBS ha. Tức là khi phân tầng gì đó. Thì hôm nay mình sẽ focus vào cái rối loạn về dạ dày tá tràng, đó là cái hội, đó là cái khó tiêu chức năng personal dyspepsia. Bây giờ mình nói đi về cái vấn đề này thôi. Nó thuộc rối loạn về tá tràng, dạ dày tá tràng chức năng. Nó chia ra làm hai phân nhóm chính, đó là B1A là hội chứng khó chịu sau ăn, B1B là hội chứng đau thượng vị. Mặc dù mình nói là khó tiêu chức năng nhưng trong đó nó có hội chứng đau thượng vị. Cái đau thượng vị đó có thể là một triệu chứng của dyspepsia đó. Thì mình dịch cái từ dyspepsia là khó tiêu không có đúng là vậy đó. Bây giờ chẩn đoán làm sao? Đây là một loại chức năng. Trước khi tôi chẩn đoán nó là một cái rối loạn chức năng thì tôi phải loại trừ những nguyên nhân khó tiêu thực thể, cái đó vô cùng quan trọng. Mà cái tôi sợ nhất là ung thư, và ung thư nó thường có dấu hiệu báo động. Nhưng thực tế bây giờ những cái ung thư xuất hiện rất sớm và chẳng có triệu chứng gì hết. Tuy nhiên có dấu hiệu báo động thì là nguy cơ ung thư cao, nhưng không có nghĩa là ngược lại là nguyên ung thư thì phải có dấu hiệu báo động. Có rất nhiều ung thư hoàn toàn không có triệu chứng gì hết, nhưng mà khi tôi tiếp cận bệnh nhân luôn luôn tôi phải hỏi các triệu chứng báo động, hỏi có sụt cân không, bạch huyết mắc ra có thiếu máu không, đúng không, hỏi về vấn đề đi cầu như thế nào, nôn ói da dạng như thế nào, đặc biệt là tiền căn gia đình. Trong gia đình, nhất là thế hệ thứ nhất, bố mẹ anh chị em ruột, có ai đã từng bị ung thư đường tiêu hóa chưa, cái đó quan trọng vô cùng nên chị phải hỏi. Sau khi tôi loại trừ các nguyên nhân khó tiêu khác, tôi lưu ý dấu hiệu báo động thì tôi áp dụng tiêu chuẩn Rome 4 vào để tôi chẩn đoán khó tiêu chức năng. Về nguyên nhân, cái việc khi bệnh nhân đến với mình vì những cái triệu chứng khó chịu của đường tiêu hóa trên thì đa số là triệu chứng chức năng, chỉ có 25% là thực thể thôi. Thực thể đó là gì? Nó là triệu chứng của thực quản dạ dày tá tràng, trong đó ca thực quản, ca dạ dày chỉ chiếm dưới 1%, nhưng rất là, mấy chị thấy rất là phải để ý và rất là nguy hiểm.
khi giao dịch ruột ta yes gan mật tụy mình biết rồi ha, viêm gan, viêm tụy, sơ gan, can gan, đặc biệt ở vùng chúng ta ở Việt Nam là cái vấn đề ký sinh trùng. Mấy chị để ký sinh trùng ha, đó là Gardnia, đó là Strongylides, tức là nhiễm lương bệnh lý toàn thân, và nó có thể gây ra những cái triệu chứng của rối loạn tiêu hóa trên như là đái tháo đường rất là thường gặp. Tự nhiên đái tháo đường cứ bôi than gì đến chị chứng hơi đúng không, gì đầy hơi ăn vô nó có tiêu cả ngày, cái bụng dở gì nó rối loạn vận động đó, có thể nó rối loạn vận động của dạ dày, bị tuyến giáp, bệnh giáp, thuốc, những cái thuốc mình phải lưu ý nè, NSAID ha. Thứ hai là cái men chuyển, thứ ba là cái canxi, mấy cái thuốc này thường gặp không, xài sử dụng nhiều vô cùng cho thuốc corticoid đó, vân vân. Dấu hiệu báo động là cái gì? Dấu hiệu báo động đó là những trường hợp triệu chứng mới khởi phát trên 40 tuổi, đối những và những mới khởi phát tức là từ 40 tuổi á, đó là những tần suất ung thư đường tiêu hóa trên cao. Những Việt Nam mình đó, nó được xếp vào cái nhóm tần suất ung thư trung bình, tức là những bệnh nhân từ 40 tuổi 5 tuổi trở lên là mình phải coi như là gì, nó là một cái dấu hiệu báo động đó, nguy cơ ung thư. Còn những cái nơi mà thấp hơn á, nguy cơ ung thư thấp hơn thì là trên 50 tuổi, ví dụ ở Mỹ nó cắt ngang cái nguy cơ đó là 50 tuổi. Thứ hai là tiền căn gia đình có ung thư hay không, thứ ba sụt cân có giải thích được hay không, thứ bốn suy tiêu hóa, thứ năm uống khó tiến triển, thứ sáu thiếu máu thiếu sắt không giải thích được, thứ bảy ói da dặn hay ta đi lấy lại, và thứ tám là vàng da. Đó là những cái dấu hiệu báo động chị phải để ý lúc nào khám thì hỏi. Khi tôi tiếp cận bệnh nhân tới với mình vì những triệu chứng của đường tiêu hóa thì tôi gom nó lại, bệnh nhân sai nhỉ, đau bụng thường bị đầy hơi, mau no, buồn ói, xếp những cái cục đó là bụi dạ dày cá tràng đúng không, như đến mình thang đau quạnh quanh rốn đi cầu, phân lỏng nước chảy đau bụng trước khi đi cầu xong nó bớt đau ha, hoặc là nó chiếu bụng dưới xếp của cái nhóm đau cục gì ruột, tức là cứ phân tầng trước cái đã. Bệnh nhân ấy mình thang nuốt khó, vướng cổ chỉ ở nóng hay là gì, cảm giác gì cứ phân tầng nó cùng thực quản, cứ phân tầng nó trước xem nó có nằm ở đây không có đã. Sau khi tôi phân tầng rồi tôi hỏi dấu hiệu báo động tôi loại trừ nó đi, tôi loại trừ thuốc, một trong những cái thuốc mà nó gây cái triệu chứng của đường tiêu hóa trên rất thường gặp và dạ dày tách ràng, đó là NSAID, triệu chứng của mình là dạ dày tách ràng. Sau đó tôi hỏi các triệu chứng trào ngược thì thường thường trào ngược nó cũng đi kèm hay nó đi kèm chung với mấy cái bệnh lý này lắm. Rồi nếu mà tôi thấy có triệu chứng trào ngược và tôi sử dụng PPI liền, tôi thử xem có đáp ứng hay không, đã là tôi tiếp tục. Và một cái quan trọng là phải làm chẩn đoán H. pylori, cho dù nó là khó tiêu theo hội chứng, là hội chứng đó là hội chứng đau thượng vị, tức là giống như viêm loét vậy mà soi ra không có viêm loét, hay là hội chứng khó chịu sau ăn, tức là sau khi ăn nó đầy hơi, cái chứng bụng rất là khó chịu, thì đều phải làm chẩn đoán nhiễm H. pylori hay không ha. Và tôi chẩn đoán tôi diệt trừ luôn, mà tôi không cần phải gì, tôi không cần phải làm những cái test xâm nhập như nội soi nếu bệnh nhân này không có dấu hiệu báo động. Có nghĩa tôi sử dụng những cái phương pháp chẩn đoán không xâm nhập, ví dụ như test hơi thở và kháng nguyên đơn phân. Mấy chị thấy thắc mắc là tại sao cái vai trò của cái kha huyết thanh đúng không, IgG, vai trò của cái IgG của H. pylori á, thì cái thực sự cái test này là nó làm sàng lọc screening nhiều hơn, tầm soát nhiều hơn, cái vai trò chẩn đoán của nó người ta vẫn còn để ngỏ à, để xác định chắc hơn độ dạy độ chuyên cao hơn 90 thì mới chịu là kháng nguyên đơn phân, và đặc biệt là test hơi thở bây giờ mình làm rất là nhiều. Và tôi chỉ nội soi những bệnh nhân gì có dấu hiệu báo động hoặc là từ 45 tuổi trở lên thì tôi phải nội soi nha, nhớ nha, 50 tuổi tới với mình là đi soi đi nghe, điểm nguy cơ ung thư cao lắm, không soi ha, trị cho đã một ngày đẹp trời họ tới soi ra cái ung thư độ 4, chỉ cần lắm mà mất 4 mình đó, trẻ trẻ thì thôi không sao, không có dấu hiệu báo động, còn nếu mà từ 45 tuổi trở lên là không soi đi. Còn ai mà tới với mình ha, mấy ba mấy mà nó năn nỉ soi có cho soi đi, đi diện đói ha, đi từ dưới quê lên mất rồi, đi từ lúc 7-8 giờ tối tới đại học đi dược là gì 3-4 giờ sáng 5-6 giờ sáng muốn tới chỉ có để soi thôi, bác sĩ khám con không cho soi thịt quá đúng không, nhiều lúc năn nỉ xin soi về diện nó có tâm lý nữa em, soi ra bình thường á vẫn thấy vui vì sao, mình đỡ lo chứ còn không có lo hoài à. Nhiều lúc bệnh nhân của mình là vậy á, mặc dù mình đã giải thích. Đây là một cái đồng thuận của châu Á vào năm 2012 về vấn đề khó tiêu chức năng. Thì làm gì? À, cái khó tiêu chức năng thì người ta thấy là có cái vai trò của test xâm lấn. Nên chị thấy cái vai trò của cái test không xâm lấn H. pylori và điều trị không? Tức là cái đó là cái bước đầu tiên. Nếu mà không có dấu hiệu báo động thì đi qua cái test đó hoặc điều trị theo kinh nghiệm. Còn nếu có dấu hiệu báo động thì mình đi theo cái trục là bộ soi. Và cái ở châu Á mình nó có vai trò của ký sinh trùng trong phân,
và máu ẩm trong phân, những cái test sinh hóa máu hoặc những hình ảnh về về bụng, nó tức là có vai trò của siêu âm, có vai trò những cái test sinh hóa về gan, về sử dụng và vân vân. Đây là của cái Max 5 về vấn đề điều trị H. pylori á, thì họ nói rằng là cái chiến lược làm test và điều trị thì thích hợp cho những cái người bị khó tiêu và chưa khảo sát, và đặc biệt ở những cái vùng mà cái tần suất nhiễm H. pylori á, thì người ta thấy là cái tiếp cận này rất là nên xem xét và không áp dụng cho bệnh nhân có những cái triệu chứng báo động hoặc là những người lớn tuổi, tức là khi có dấu hiệu báo động và người lớn tuổi là phải soi trước cái đã rồi tính tiếp. Còn những người không có dấu hiệu báo động hoặc không tin lớn tuổi thì tôi sẽ làm test và chẩn đoán, và nếu có dương tính là tôi trị luôn thì hy vọng nó sẽ cải thiện. Theo công bố cũng vậy rồi đó chị. Ủa thì nó mất luôn một cái slide về chẩn đoán đó. Để giờ chưa có tiêu chuẩn chẩn đoán đúng không? Đi đâu rồi không biết. À biết có hả? Rồi theo công bố thì sao? Theo lâm bố mấy chị cũng thấy cái vai trò của H. pylori ha? Dấu hiệu báo động có hay không? Nếu có dấu hiệu báo động thì nội soi này biết rồi. Nếu không có dấu hiệu báo động mà mình chưa làm test thì mình xem xét làm test HP và điều trị HP. Và khi tôi diệt trừ HP rồi mà triệu chứng đã hết thì coi như là khó tiêu thứ phát, tức là có nguyên nhân là của H. pylori. Bây giờ mình vô tiêu chuẩn chẩn đoán của lâm bố. Mình chia làm hai nhóm, là nhóm đầu tiên là khó tiêu chức năng. Tiêu chuẩn chung của khó tiêu chức năng nó khác với rung 3 ở chỗ nào, thì mình chỉ để ý khi có 1 trong 4 cái triệu chứng sau đây. Thứ nhất là đầy bụng sau ăn, bothersome, tức là gây khó chịu cái đầy bụng sau mà cảm giác cái bụng khó chịu lắm, chứ phải đầy bụng nhẹ nhẹ thì không tính. Thứ hai, no sớm sau ăn gây khó chịu. Thứ ba, đau thượng vị gây khó chịu. Thứ bốn là nóng bụng thượng vị gây khó chịu. Bây giờ đầy bụng với no sớm khác nhau không? Đầy hơi đầy bụng là sau khi tôi ăn xong rồi, đáng lẽ 4-5 sau tiếng sau tôi đói thì tôi ăn tiếp, bây giờ tôi có đói, nó có bụng, nó có đầy, nó chướng đầy. Còn no sớm là sao? Hồi trước tôi ăn được 2 chén cơm, bây giờ tôi mới ăn có nửa chén là cái bụng nó chăng ban rồi, cảm giác no rồi không ăn được nữa. Hai cái nó khác nhau. Và không có bằng chứng về bệnh thực thể về cấu trúc á, có thể giải thích được triệu chứng, tức là bao gồm là nội soi. Và tất cả cái gì mà liên quan đến chức năng á, thì nó đều có cái câu này: tiêu chuẩn phải thỏa, phải đầy đủ trong kéo dài 3 tháng với triệu chứng khởi phát ít nhất 6 tháng trước khi chẩn đoán. Tất cả cái gì rối loạn chức năng của tiêu hóa nó đều phải khởi phát trước 6 tháng và cái triệu chứng kéo dài 3 tháng. Vậy là hai nhóm, thứ nhất là hội chứng khó chịu sau ăn. Thì tiêu chuẩn của hội chứng khó chịu sau ăn là một trong những tiêu chuẩn sau và ít nhất 3 ngày một tuần. Cứ gạch dưới đó là những cái mới so với rung 3. Thứ nhất nó còn hai cái chính thôi, là khó chịu đầy hơi sau ăn gây khó chịu á, nó đủ, nó nặng đến cái mức, nặng đến cái mức mà đủ để ảnh hưởng đến cái hoạt động thường ngày của mình, hoặc là no sớm nó gây khó chịu, nó cũng phải nặng đến mức là nó ngăn cho chúng ta không hoàn tất được một bữa ăn bình thường, một bữa ăn bình thường thôi. Và đương nhiên cái nặng cũng phải loại trừ những trường hợp mà có bằng chứng về bệnh lý hệ thống, bệnh lý chuyển hóa hoặc những cái tổn thương thực thể ha. Và cái nặng có cái câu là tiêu chuẩn phải thỏa, kéo dài 3 tháng đầy đủ hình và báo giá với triệu chứng khởi phát trước 6 tháng trước khi chẩn đoán. Đây là những cái điểm giúp mình hỗ trợ chẩn đoán thêm, đó là đau thượng vị hoặc nóng rát thượng vị, hoặc là đầy thiếu hơi ở thượng vị, hoặc là ợ nhiều, hoặc là mù ói, có thể đi kèm với cái hội chứng này. Nhưng nếu bệnh nhân có ói thì không phải hội chứng này, nhớ nha, rối loạn chức năng thường, trong cái này không có ói. Ở nóng thì không phải là triệu chứng của cái này, nhưng nó có thể cùng xuất hiện cùng với cái này. Triệu chứng giảm đi sau khi đi cầu, khi đánh hơi thường không phải là, không được xem như là một phần của cái hội chứng này. Cái gì mà nó liên quan đến vấn đề đi cầu nó bớt, hoặc đánh hơi nó bớt, thường nó liên quan bởi gì? Cái ruột ở dưới á, nó ít phải của cái dạ dày nó tắc ràng ha. Và nhớ nè, người ta có ghi là triệu chứng tiêu hóa nè, nó hay đi kèm với cái bệnh khác lắm. Nó hay đi kèm với trào ngược, nó hay đi kèm với IBS, nó đi kèm thì nó hơi khó. Thứ hai là cái hội chứng đau thượng vị, hội là B1B, hội chứng đau thượng vị có một ít nhất là một triệu chứng sau. Thứ nhất, đau thượng vị khó chịu, tức là nặng đủ để ảnh hưởng đến hoạt động thông thường, và hoặc
nóng thượng vị nó cũng vậy, ảnh hưởng đến hoạt động thông thường, cũng không có bằng chứng gì đó, không có tất cả những cái bằng chứng bệnh lý khác đi kèm, và tiêu chuẩn nó cũng phải thỏa tiêu chuẩn đó. Và những cái điểm hỗ trợ là đau có thể gây ra bởi bữa ăn, hoặc có thể giảm bởi bữa ăn, hoặc là có thể xảy ra trong lúc đó, có nghĩa là cái đau này nó xuất hiện lúc nào xuất hiện, có thể lúc mình ăn, có thể là sau khi mình ăn, hoặc có thể lúc mình đói. Và cảm giác đầy bụng, cảm giác buồn ói cũng có thể có giống như kia, nhưng mà ói nhiều lắm có ha. Cái nào mà có ói thì mình được đột quỵ. À, cái nó là chức năng, khó cái chức năng. Tôi nói các chị nghe ha, trong cái mã ICD á của Bộ Y tế mình á, nó cái mã của khó cái chức năng nha, nó có cái mã khó cái chức năng. Vậy lúc tôi đi tìm rối loạn tiêu hóa không có, tôi đánh khó cái chức năng rồi, thì rối loạn tiêu hóa không có, hoặc là viêm dạ dày bụng cấp không có, cái mã ICD này có. Thế giới có cái chức năng của mình đó là cái FD đó, nó có thể chồng tùm lum thứ vô. Và lúc thì đến thì có cái chức năng, nhưng mà lúc thì nó là hội chứng khó chịu sau ăn, lúc thì nó là hội chứng đau mọi người. Lúc thì nó có luôn cả hơi. Cái bệnh nhân mà rối loạn về chức năng nó buồn cười đó, nó có phải giống như IBS, thích nó tiêu táo bón, lúc nó thích nữa thì tiêu chảy, lúc thích là vừa bón vừa tiêu chảy, nó tùm lum hết trơn à. Cùng là một người đó thôi, nhưng mà triệu chứng nó ở mỗi thời điểm nó có thể khác nhau, và nó có thể chồng luôn cả hai hội chứng này đến 34,4%. Ngoài ra nó còn chồng luôn cả thằng GERD với thằng IBS. Nó nhiều lúc bệnh nhân đến với mình, lúc mà tôi thấy chuyện đó là GERD, lúc tôi thấy bác sĩ khác chuyện đó là IBS, lúc tôi thấy bác sĩ khác chuyện đó viêm dạ dày, lúc đó, tại vì nó tùm lum hết, thì nó có thể chồng lắp trên một bệnh nhân ha. Đây là những cái nghiên cứu cho thấy nó chồng lắp đó. Bây giờ mình qua điều trị. Điều trị phải theo cơ chế bệnh sinh. Cơ chế bệnh sinh của này nó phức tạp lắm. Cơ chế bệnh sinh theo rombo, cơ chế thứ nhất chậm lòng trống dạ dày, thứ hai giảm khả năng chứa. Giảm khả năng chứa nghĩa là gì? Giảm khả năng nó giãn ra, khi mình ăn vô thì dạ dày nó bị giãn ra, bây giờ nó không giãn nhiều, nên nó làm cảm giác gì không giãn được, nó gây triệu chứng gì? No sớt. Còn nó làm chậm lòng trống dạ dày nó gây triệu chứng gì? Đầy bụng khó tiêu, đúng không? Tăng nhạy cảm dạ dày tá tràng là triệu chứng gì? Đau. Nó mình phải biết từng cái cơ chế nó gây triệu chứng gì. Rồi, còn vai trò của nhiễm Helicobacter pylori, vai trò của viêm tá tràng mức độ nhẹ, tăng tính thấm niêm mạc và kháng nguyên thức ăn, yếu tố môi trường, yếu tố tâm lý. Ba cái đầu là ba cái ai cũng công nhận, bốn cái sau là bốn cái là sau này họ đưa ra thêm đó, họ cũng đã có chứng minh bằng một cái thử nghiệm lâm sàng. Thứ nhất là làm chậm lòng trống dạ dày. Chậm lòng trống dạ dày xảy ra từ 25-35% bệnh nhân khó tiêu chức năng. Làm trống dạ dày nhanh chóng không thường gặp, thường xảy ra dưới 5%, tức là cái chuyện mà làm trống sau khi ăn. Có những bệnh nhân sau khi ăn á, nó tống nhanh quá, cái sau đó người ta hả 3-4 tiếng sau người ta mới gì cảm giác, 4-5-6 tiếng sau mới cảm giác đói. Còn đây bệnh nhân vừa ăn xong 2-3 tiếng sau thấy gì sốt ruột khó chịu rồi ăn nữa, thì nhiều lúc nó tăng bóp dạ dày nhiều quá. Nhưng mà cái sự tương quan giữa chậm làm trống dạ dày và triệu chứng khó tiêu thì vẫn chưa rõ ràng. Chậm làm trống dạ dày sẽ nặng hơn ở bệnh nhân liệt dạ dày, thì nó sẽ liên quan chặt chẽ với nôn và chán ăn. Đây là những cái nghiên cứu cho thấy cái chậm làm trống dạ dày nó có liên quan, là một cái cơ chế liên quan đến triệu chứng khó tiêu chức năng. Thì có những cái nghiên cứu thì thấy nó không có mối tương quan gì hết, nhưng có những nghiên cứu như họ thấy là chậm làm trống dạ dày nó liên quan đến nữ giới này, liên quan đến triệu chứng đầy bụng sau ăn này, liên quan đến ói bữa này, hoặc là liên quan đến triệu chứng buồn ói ha. Thứ hai, cơ chế thứ hai là giảm khả năng chứa của dạ dày. Thì dạ dày của mấy chị thấy là người bình thường á, thì cái dạ dày nó giãn, nó chủ yếu ở vùng đáy vị để nó chứa thức ăn. Còn người có cái chức năng á, thì ở vùng đáy vị này nó không có giãn ra được ha, nên thức ăn của nó, nên thức ăn nó chứa rất là ít, thì nó bệnh nhân cảm giác là thường là no sớm. Nhưng mà những cái nghiên cứu mà để chứng minh cái sự tương quan giữa cái khả năng chứa với triệu chứng no sớm thì nó vẫn không hết rõ. Có một số nghiên cứu thì thấy rằng, có những gì thấy trên mạng đó, có những nghiên cứu thấy rằng là cái khả năng chứa này nó có ảnh hưởng đến cái triệu chứng là no sớm, triệu chứng sụt cân. Thường là không có sụt cân, cái gì sụt cân thì thường là những thể nhiều hơn. Cơ chế nữa là tăng nhạy cảm. Tăng nhạy cảm, hồi xưa người ta nói là tăng nhạy cảm đối với sự căng giãn của dạ dày, có nghĩa là cũng có mức độ giãn dạ dày như vậy, nhưng mình không có triệu chứng. Những cái người khó tiêu chức năng họ cảm giác đau, nó đưa những cái đường người thần kinh về não để làm cảm giác đau. Nhưng sau này họ thấy bên cạnh cái căng giãn dạ dày, họ thấy những cái axit hoặc những chất kích thích khác trong đường tiêu hóa nó có thể làm tăng nhạy cảm. Đây, các chị biết mình không có trục, gọi là trục não ruột.
ra là cái thông, thông qua cái dây thần kinh, gọi là indirect nervous system á, những cái dấu hiệu của cái hệ thần kinh ở ruột á, nó sẽ đưa lên não, sau đó nó sẽ bằng những cái dấu hiệu là căng giãn của đường tiêu hóa ở cơ chế nội xuyên họ nghĩ á, thì họ thấy có những cái nghiên cứu mà có cái vấn đề tăng nhạy cảm này nó liên quan đến cái khó tiêu chức năng ha, nó làm cho bệnh nhân cảm giác đau, cảm giác đau là nhiều nhất đó. Đây là một cái nghiên cứu cho thấy rằng là không, thậm chí những cái chất như axit nó vẫn có thể gây ra cái triệu chứng nhạy cảm của cái khó tiêu chức năng. Cái chấm chấm tròn á, màu trắng á, là người ta bơm cái nước vào cái người bình thường và người khó tiêu chức năng. Còn cái chấm màu đen á, là người ta đưa axit vào. Thì mình thấy rằng là khi mà đưa axit vào á, tức là nguyên cả cái chấm vuông, chấm tròn màu đen á, thì mình thấy là cái mức độ nặng của cái triệu chứng của nó đều cao hơn đáng kể so với nhóm mình đưa nước vào. Nhưng mà khi so sánh nước riêng và axit riêng á, thì tôi thấy rằng cái người khó tiêu chức năng á, thì cái mức độ trầm trọng của nó đối với nước cũng cao hơn với người bình thường, và đối với axit cũng cao hơn người bình thường. Có nghĩa là đối với người khó tiêu chức năng thì có một sự nhạy cảm cao hơn, nhiều hơn so đối với axit và nước so với người bình thường. Cái họ bơm, họ bơm cái nội soi con mũi và đưa axit vào trong cái tá tràng, thì họ đánh giá sự nhạy cảm của tá tràng. Họ thấy rằng là ở cái nhóm bệnh nhân đầu tiên là nhóm FD á, là nhóm khó tiêu chức năng, và cái nhóm người khỏe mạnh tình nguyện á, thì tất cả các triệu chứng của nó, mức độ nặng của cái thằng khó tiêu á, chức năng đều cao hơn so với cái nhóm bình thường. Ví dụ như có những thống kê là cảm giác nặng ở dạ dày, có những thống kê ha, cảm giác buồn ói có ha, cảm giác đầy hơi thở hơi có luôn, rồi cảm giác là đau quặn ở dạ dày cũng có, hoặc đau âm ỉ cũng có sự khác biệt. Có những thống kê cảm giác là chua cảm giác vị chua hoặc đắng trong miệng cũng có những thống kê, hoặc là cảm giác nóng rát ở ngực hoặc cảm giác no sớm, hoặc là đều có ý nghĩa thống kê và cao hơn hẳn so với cái nhóm mà không có khó tiêu chức năng. Cái cơ chế thứ ba là nhiễm Helicobacter pylori. Nhiễm Helicobacter pylori nó đưa đến một tình trạng viêm dạ dày mãn, và nó có thể là tăng tiết axit thông qua cái tăng tiết gastrin và ghrelin, hoặc nó giảm tiết axit thông qua cái somatostatin. Thường á, H. pylori nằm ở thân vị thì nằm gì? Giảm tiết axit. Nó nằm ở gì? Hành tá tràng lại tăng tiết axit ha. Và ngoài ra thì H. pylori để nó gây dạ dày mãn sẽ dẫn đến tình trạng là tăng nhạy cảm axit hóa ở tá tràng. Và thứ hai nữa là ảnh hưởng đến vấn đề vận động. Nó liên quan đến, nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề chứa sức chứa là khả năng căng giãn của dạ dày và khả năng làm rộng của dạ dày. Chính vì vậy mà người ta thấy khi người ta diệt trừ H. pylori thì tất cả những triệu chứng của phân nhóm khó chịu chức năng bao gồm là khó chịu sau ăn và đau thượng vị, tất cả đều giảm triệu chứng, đặc biệt ở người châu Á so với người châu Âu. Chính vì vậy mà guideline của mình đưa ra là gì? Tiếp cận đầu tiên bệnh nhân không có dấu hiệu báo động hoặc là không có lớn tuổi thì mình sẽ là tầm soát và diệt trừ H. pylori. Tôi hy vọng sẽ có lúc tôi nói với chị cách cập nhật chẩn đoán và điều trị H. pylori thì đa số điều trị có đúng. Hầu hết luôn á, không phải chỉ ở cái tuyến thấp đâu, ngay cả những cái bệnh viện lớn điều trị H. pylori cũng đúng nữa. Thành ra hậu quả đưa đến là cái gì? Nó tất cả hết trơn rồi. Do đó tất cả các guideline hiện nay trên thế giới họ đều đưa ra cái vấn đề diệt trừ H. pylori trên bệnh nhân khó tiêu chức năng nếu nó dương tính. Cơ chế thứ năm là viêm tá tràng mức độ nhẹ. Người ta thấy là tình trạng viêm tá tràng này trên gặp trên 40% bệnh nhân bị khó tiêu chức năng. Và cái viêm này là liên quan đến tăng eosinophil, tức là bạch cầu đa nhân ái to ở tá tràng, tăng kết tụ eosinophil và tăng quá trình mất hàm tiếp nhé với thần kinh thần kinh. Tăng eosinophil này liên quan đến triệu chứng của khó tiêu như cảm giác no sớm và đau. Cảm giác no sớm và đau nó có liên quan đến vấn đề tăng eosinophil, phá vỡ hàng rào và căng cứng thống tá tràng. Tình trạng nhiễm trùng stress, tiếp xúc với axit, hút thuốc, dị ứng thực phẩm đều liên quan đến sinh bệnh học của viêm niêm mạc tá tràng và thay đổi tính thống của tá tràng. Cuối cùng là yếu tố tâm lý. Khó tiêu chức năng có tần suất trầm cảm và lo âu cao hơn nhóm chứng và cao hơn cả nhóm khó tiêu thực thể. Và mức độ rối loạn tâm lý tương quan mức độ nặng khó tiêu, có nghĩa là tôi thấy là cứ cái người nào mà khó tiêu nặng hơn, nặng nhiều á, thì cái người đó có vấn đề tâm lý đều nặng hơn hết, nó có vấn đề hết. Và có một cái phân tích meta-analysis á, cái phân tích tổng hợp á, thì thấy rằng người ta xác định được cái mối liên quan giữa lo âu trầm cảm và khó tiêu chức năng. Cái mối liên quan giữa lo âu trầm cảm thường hay liên quan đến tất cả
các bệnh lý gọi là rối loạn chức năng tiêu hóa hết, chứ không chỉ riêng cái này. Đây là một cái cơ chế khá là mới liên quan đến vấn đề viêm và tác đà thông qua cái bạch cầu đa nhân ái toan. Thì ở những người có cái yếu tố về gen á, thì có hiện tượng tăng tính thấm ở niêm mạc ở cái biểu mô của tác đà, do đó nó đưa các cái tác nhân gây bệnh hoặc tác nhân dị ứng nó xâm nhập qua cái vùng này cho cái tăng tính thấm, đưa đến phóng tích thiotaxin đến hạt hóa bạch cầu ái toan eosinophil, sau đó nó thành một cái đường vòng tròn tăng tích interleukin đáp ứng vitamin và đáp ứng tế bào B cell vân vân, nó đưa đến hiện tượng mất hạt eosinophil và phóng thích những IgE tiền dị ứng, đưa đến tác động đến hệ thần kinh, đến các sợi thần kinh và gây từ co cơ và đau. Đó là cơ chế đau trên bệnh nhân mà có cái vai trò của viêm liên quan đến eosinophil. Mấy chị nhìn bên tay trái là cái não, khi mà lo lắng stress thì nó sẽ đưa đến ba cái mũi tên đi xuống. Mũi tên thứ nhất là rối loạn vận động và tăng nhạy cảm đau, người ta sẽ cảm thấy đau hơn, hai rối loạn vận động của cái dạ dày và tá tràng. Thứ hai nó tác động lên tế bào miễn dịch hoặc tác động lên cytokine gây viêm, nó tăng tiếp TDF là yếu tố hoại tử mô, interleukin 10, interleukin 1B và đưa đến chậm lòng trong dạ dày. Đó là lý do nó giải thích tại sao những cơ chế này gây ra những cái triệu chứng liên quan đến vấn đề gì, những cái vấn đề khó tiêu chức năng của chúng ta. Chúng ta hiểu cơ chế chúng ta mới điều trị được nha. Yếu tố môi trường thì liên quan đến nhiễm trùng, thì thấy 10-20% bệnh nhân bị nhiễm trùng á ở đường tiêu hóa thì sẽ đưa đến FD và IBS. IBS nó có vai trò nhiễm trùng trước đó cũng nhiều quan trọng lắm. Đây là mình lo điều trị. Thức cơ chế gì thì mình điều trị cái đó. Nếu cơ chế bệnh sinh là chậm lành trống dạ dày thì tôi cho tăng gì? Tăng bóp bằng prokinetic. Nếu làm giảm khả năng chứa vào dạ dày thì tôi làm thuốc cho nó giãn cái dạ dày ra, giảm tái hủy. Nếu tăng nhạy cảm dạ dày tá tràng thì tăng nhạy cảm là tăng nhạy cảm với axit. Cái axit đó người bình thường không cảm giác đau, nhưng những người đó cảm giác đau thì tôi phải sử dụng kháng tiếp. Như vậy trong khó tiêu chức năng, cái vai trò không phải là tăng cái axit, nó có tăng cái axit. Axit nó cũng giống như người bình thường, nhưng cái ngưỡng bình thường đó nó không có chịu được. Thành ra tôi vẫn phải dạ dày gì? Ức chế axit. Mấy chị nhớ nó không là tăng cái axit nha, và cho thuốc cảm giảm đau, tức là giảm cảm giác đau. Nếu do những Helicobacter pylori thì phải diệt trừ Helicobacter pylori. Nếu do yếu tố tâm lý thì phải sử dụng thuốc chống trầm cảm ba vòng và liệu pháp tâm lý. Nếu liên quan đến vấn đề viêm thực quản thông qua eosinophil, biểu hiện bằng hai triệu chứng gì đó, chỉ ho sớm và đau, thì lúc đó tôi phải điều trị một cái thuốc mà tôi thấy điều trị là hen phế quản và viêm dị ứng, là bây giờ xuất hiện trong khó tiêu chức năng là Montelukast, là Singulair của mình đó ha. Và những cái thuốc antagonist của CLT receptor. Bây giờ mình vô cụ thể ha. Bây giờ mình có cụ thể, đầu tiên có tiêu chức năng của châu Á này, đồng thuận châu Á 2012. Làm test là nhiễm HP trước cái đã, điều chỉnh chế độ ăn, sau rồi mình xem triệu chứng nào nổi bật. Nếu bệnh nhân thuộc hội chứng đau thượng vị, tức là chủ yếu là đau và nóng rát thượng vị, thì tôi bắt đầu bằng PPI. Bắt đầu bằng PPI, có hay không có thuốc prokinetic, xem có đáp ứng không, 4-8 tuần sau. Nếu đáp ứng thì ok, tiếp tục. Nếu không đáp ứng thì bắt đầu tôi thêm vào thuốc gì, chống trầm cảm và giải lo âu. Và bên ở châu Á mình nó có cái vai trò của herbal, tức là thuốc thảo dược đó. Còn nếu triệu chứng nổi bật là no sớm, đặt hơi, chướng hơi, buồn ói, ói ở, thì vai trò của thằng prokinetic là số 1, cộng trừ với ức chế bơm proton, rồi cũng vậy đáp ứng hay không đáp ứng ha. Rồi bây giờ tôi vô cái thuốc đầu tiên là cái thuốc đầu tiên là PPI, diệt trừ H. pylori. Diệt trừ H. pylori thì họ thấy là diệt trừ H. pylori có hiệu quả khiêm tốn. Trước đây á nha, thì năm 2016 á, thì cái Cochrane database họ thống kê lại hết á, the systematic review á, thì thấy là cái energy 14 RR10 có nghĩa là cứ 14 người tôi diệt H. pylori thì có một người hiệu quả là number district. Và cái hiệu quả là reduce risk là 10% thôi. Nhưng mà khi họ nghiên cứu bên người châu Á thì họ thấy rằng là cái cơ hội mà bệnh nhân đạt được cải thiện triệu chứng sau khi tôi diệt trừ H. pylori đi á, thì nó tăng gấp 13 lần, chứ không phải như người châu Âu. Đặc biệt cái vai trò của H. pylori đối với khó tiêu chức năng ở người châu Á chúng ta nó có vai trò rất là lớn. Khi tôi diệt trừ xong H. pylori này rồi á, thì cái khả năng bệnh nhân đáp ứng có đến 13 lần so với người châu Âu.
Đây là một cái nghiên cứu năm 2013 cho thấy rằng nếu chúng ta diệt trừ được hết calori á, thì khả năng là bệnh nhân cải thiện được những cái triệu chứng á, lên gấp 5 lần so với người không diệt trừ hết calori. Theo Rombo thì sao? Theo Rombo chia ra từng tầng. Đầu tiên, khó tiêu chức năng, chẩn đoán rồi ha. Mình thấy nó nằm bên nhóm nào? Nếu là nhóm khó chịu sau ăn thì vai trò của protein. Nếu là nhóm đau thượng vị thì vai trò của thuốc kháng tiếp, trong đó đứng hàng đầu là ức chế bơm ruột tâm. Không đáp ứng nữa thì đến bước thứ hai, sử dụng thuốc antidepressant, tức là thuốc chống trầm, giải lo âu, chống trầm cảm. Nếu vẫn không đáp ứng nữa, qua bước thứ ba thì lúc này phải dựa vào từ cơ chế. Cơ chế này mình không có mình dự đoán thôi, dựa vào triệu chứng. Nếu bệnh nhân này là chủ yếu mình thấy là do chậm trễ, tức là dạ dày bệnh nó chậm lọc trống, thì tôi xài thuốc chống hói và protein. Chậm lọc trống thì miệng bằng cái gì mấy chị, triệu chứng gì? Chậm lọc trống là đi thôi, khó chịu sau ăn á. Còn nếu bệnh nhân chủ yếu là do vấn đề là trương lực dạ dày, trương lực dạ dày là liên quan đến vấn đề gì, lo sớm, thì lúc đó tôi đến vai trò của cái thằng giảm lấy vị. Nếu vậy tăng nhạy cảm là vấn đề tâm lý, vấn đề đau, thì tôi liên quan đến cái antidepressant, tức là cái phần cái thuốc gì chống trầm cảm. Còn nếu tôi nghĩ đây là vấn đề liên quan đến tăng tính thâm hoặc viêm của niêm mạc tá gan, tức là triệu chứng gì mấy chị, no sớm và đau, thì tôi nhớ cái thuốc mới là môn tư cá à, cái thuốc rất là mới và ức chế histamine á. Bây giờ môn thuốc thứ nhất, muốn ta nhớ là thuốc kháng tiếp thì người ta thấy vai trò của PPI. Tôi nhấn mạnh axit không tăng trong khó tiêu chức năng, nhưng do nó nhạy cảm nên tôi có thể xài PPI. Và cái meta analysis thì thấy rằng cái MNT nó là 15, RR nó 10.3, trong khi cái thằng ức chế cụ thể H2 thì có vẻ như là nó hiệu quả hơn, vì NNT nó còn có 7, có nghĩa là chỉ 7 người tôi thành công một người, cái kia 15 người tôi thành công với một người, về RR nó cao hơn. Tuy nhiên mấy chị thấy cái thiết kế nghiên cứu hầu hết của thằng ức chế cụ thể H2 là nó thiết kế không có đúng, nó xếp hết bệnh nhân gợp vào, nó nhầm bệnh nhân là khó tiêu chức năng, thực sự là gợp thì gợp nó đáp ứng quá tốt với PPI đúng không? Thành ra người ta thấy là nếu tôi dựa vào cái này thì tôi nói là ức chế thực thể H2 tốt hơn PPI là không có đúng. Đây là cái cơ chế của ức chế bơm proton. Bên cạnh cái vai trò của nó là ức chế tiết axit, nó còn có một cái vai trò nữa liên quan đến vấn đề viêm ở tá tràng, là nó giảm cái eosinophil ở tá tràng và ức chế thực thể H2 thông qua cái hiệu quả của antihistamine liên quan đến tế bào mast cell vân vân. Do đó ức chế bơm proton và anti thụ thể và ức chế thụ thể H2 bên cạnh vai trò là giảm tiết axit, nó còn có một cái vai trò trong vấn đề viêm ở tá tràng. Bước thứ hai, chống khung phục trong bước thứ một là prokinetics. Vì nha, tôi thấy nếu mà đau là chủ yếu là tôi xài PPI, nếu chủ yếu là vấn đề khó tiêu gì đó thì tôi xài prokinetics. Prokinetics là các bạn tổng hợp của tôi cái nhóm prokinetics. Nhóm muscarinic agonist thì cái betanolol không xài nữa. Anticholinesterase thì trong cái này chỉ còn là acosiamide chưa có ở Việt Nam, isoprene mình có rồi, nó là Elton đó. Rồi ức chế thì ăn tăng ức chế cụ thể H2 thì mình có metoclopramide là cái gì các chị? Là rivaroxaban thuốc chống mối của mình đó. Mình có domperidone là gì? Là motilium. Mình có isoprene ha. Rồi nhóm agonist của motilin là erythromycin. Erythromycin mình dùng để điều trị cái gì? Liệt dạ dày á, liệt dạ dày á. Rồi agonist của 5HT4 mình cũng có metoclopramide, có sizapride để rút khỏi thị trường rồi, mình có mosapride. Bây giờ mình vô từng thuốc. Bây giờ cái vai trò của prokinetics trong điều trị khó tiêu chức năng thì người ta thấy rằng cái vai trò của nó có vẻ như là vượt trội hơn so với PPI. Ha? Đối với prokinetics có 19 thử nghiệm trên tổng số là 3.178 bệnh nhân thì họ thấy rằng cái NNT nó là 6. NNT nó là 6, nó thấp hơn so với PPI, có nghĩa là 6 bệnh nhân tôi điều trị prokinetics thì nó có hiệu quả. Và RR của nó là cao, cao hơn so với cả PPI. Thuốc đầu tiên là metoclopramide. Thì đây là một cái thuốc chống lô mình biết rồi, qua hàng rào máu não có nhiều tác dụng phụ, đặc biệt là rối loạn loạn động chậm và rối loạn trương lực chuyển ngoại thấp. Do đó FDA đã có một cái khuyến cáo là chúng ta không nên sử dụng đầu tay cũng như không được sử dụng kéo dài. Liều của nó như thế này, thường cái metoclopramide mấy chị hay sử dụng với bệnh nhân ói mửa, ói nhiều hơn là trên những bệnh nhân khó tiêu. Thứ hai là domperidone mình biết rồi, cái video mình xài rất là nhiều. À, nhưng nó có tác dụng phụ là tăng prolactin, nữ hóa thiếu máu, chạy sữa, vô kinh, bất lực. Và một trong những cái bây giờ thì mấy chị thấy dược á, nó gửi cái thông báo đến tất cả các cơ
là vấn đề là gì? Nguy cơ kéo dài QT và rối loạn nhịp, nguy cơ đột tử của nó lên 3.7 lần khi chúng ta sử dụng liều cao. À, mà khi mà mình đã adjust, tức là đã điều chỉnh cái OR rồi thì nguy cơ lên đến 11.4. Đặc biệt trên bệnh nhân có gì? Rối loạn. Bệnh nhân mà QT kéo dài là những bệnh nhân có rối loạn điện giải, bệnh nhân có một tí tim, đặc biệt người lớn tuổi mới chỉ cẩn thận đừng sử dụng cortisone nữa. Nha, cortisone bây giờ rất là sợ. Rồi đi vô cái phòng khám thì có cái bản dự định ghi là thông báo về cortisone mình rất là ngại. Thậm chí khi mình cho cái liều thấp, mình cho thời gian ngắn nhưng mà bệnh nhân gì? Họ nhìn thấy cái thuốc đó, họ đọc, họ cũng sợ, họ quay lại, họ nói bác sĩ ơi sao cái thuốc này người ta vậy rồi mà mình vẫn xài hết. Nên nhiều lúc mình cũng rất là ngại. Etoprime, Etoprime analysis thì thấy nó có hiệu quả lên trên cái bệnh nhân, cả bệnh nhân đầy bụng sau ăn hoặc no sớm trong điều trị bệnh nhân có tiêm chức năng và rất là ít tác dụng phụ. Motilin, cái agonist receptor motilin là erythromycin thì bây giờ mình không có xài ha. Mình không có xài, thừa dùng trong điều trị dạ dày thôi và sử dụng được chích. Và đặc biệt bác sĩ thấy trong chỉ định gì? Điều trị erythromycin chích trước khi gì? Nội soi dạ dày nó ra, trong ngày lai cũng có để làm tăng co bóp dạ dày, để tống thức ăn xuống dưới. Agonist thì chạy 5HT4. Thì đây nó có những cái thuốc trong đó sisapride, tegaprosterone là thuốc khỏi thị trường những cái khối tim mạch, mình còn lại cái mosapride thôi. Những cái thuốc mới thì chúng tôi có. Cotalabrid thì nó đã bị bó bây giờ rất ít sử dụng rồi. Thì đây là một cái nghiên cứu đa trung tâm, thử nghiệm đa trung tâm về vấn đề vai trò của cái mosapride có tiêm chức năng. Thì họ nhóm chứng của nó là sử dụng loperidone 4 tuần, còn nhóm kia họ sử dụng cái mosapride. Thì thấy rằng là cái tần suất về no sớm hoặc đầy hơi là trong monoride thì nó có hiệu quả đến 84.5% và 90.1% sau 2 tuần sử dụng. Và mosapride nó còn khó cải thiện cái triệu chứng ở và triệu chứng đầy hơi và trở ở nóng so với nhóm chính. Trong 4 tuần thì hiệu quả toàn bộ cải thiện triệu chứng chướng bụng và ở thì có hiệu quả của mosapride hơn nhóm chính. Và họ kết luận là mosapride hiệu quả an toàn và cải thiện triệu chứng ở những bệnh nhân cải thiện những triệu chứng và cái khả năng làm trống dạ dày của bệnh nhân khó tiêu. Đây là một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp gồm 5 nghiên cứu trên 467 bệnh nhân. Thì một cái nhóm thì bệnh nhân sử dụng là sesapride và mosapride, còn cái nhóm sử dụng loperidone. Thì mình thấy khi mình phân tích ra thì mình thấy cái dấu hình quả trám cuối cùng á nó hơi lệch qua bên cái thuận lợi chút xíu nên vẫn còn dính lên số 0, không có rõ ràng lắm ha. Nhưng mà khi họ phân tích phân nhóm ra thì họ thấy rằng giữa là cái nhóm sesapride và cái nhóm mosapride thì cái mosapride này nó có thuận lợi hơn, hết quả trám nó lên thẳng về phía bên này hơn so với sesapride. Rồi đúng rồi đó, hồi nó nóng. Rồi như vậy đặc tính của mosapride là gì? Thứ nhất là tác dụng chọn lọc trên đường tiêu hóa vì nó tác có đồng cận chọn lọc trên thụ thể 5HT4. Nó hiệu quả tốt trên đường tiêu hóa do đó nó điều trị được trong khó tiêu chức năng. Nó ít ảnh hưởng đến phản QT do đó không có tác dụng phản ứng nặng trên nhịp tim, không có tác dụng ức chế thụ thể dopamine D2 do đó không có triệu chứng ngoại thác giống như những cái kinetic khác và có thể sử dụng trước hoặc sau khi ăn. Thì trong cái mosapride của các anh chị là trên thị trường rất là nhiều thuốc, nhưng mà cái thuốc chính hãng của mosapride là của cái công ty này này, công ty Sai này là cái gasmutin đó. Gasmutin mặc dù ra ngoài thị trường đi tìm thuốc chết cũng không có, với cái nhà thuốc khó tìm lắm đó. Rồi sau công ty nhớ lại ra cái nhà thuốc dùng khác chọn được những cái gasmutin đi tìm cũng rất là khó nên họ bán cho cái bang mosapride hàng của Ấn Độ. Acosiamai ở Việt Nam chưa có, tức là rất là tốt ha. Nó có cơ chế thứ nhất là vừa cái đối bận receptor M1M2 vừa ức chế acetylcholinesterase, vừa tăng hoạt động dạ dày vừa tăng khả năng chứa dạ dày luôn, do đó nó cả lên cả hiệu quả hậu chứng khó chịu sau ăn và cả hiệu quả trên hội chứng đau thượng vị. Đây là nghiên cứu Acosiamai cho thấy rằng là nó có khả năng làm giảm cái đáy vị ha, so với placebo và khả năng cải thiện triệu chứng so với placebo. Bây giờ tôi xài cái PPI rồi ha, tôi xài prokinetic kết hợp luôn cả rồi nhưng mà không bớt thì bước kế tiếp sẽ là thuốc chống trầm cảm. Thì có hai cái ACT là randomized control trial á, là thử nghiệm chứng kiểm soát triệu chứng ngẫu nhiên á, thì chứng minh rằng thuốc chống trầm cảm 3 vòng có hiệu quả. Đầu tiên là imipramine
nó có hiệu quả hơn với cái liều là 50mg so với placebo 12 tuần. Cái nghiên cứu thứ hai là amitriptyline hoặc là escitalopram trong 12 tuần. Nó chỉ nhớ cái liều, cái thời điểm mà để đánh giá hiệu quả điều trị với thằng FD đối với trong trầm cảm là 12 tuần. Và nó thấy là chúng ta nên bắt đầu bằng liều thấp trước khi ngủ. Amitriptyline khởi đầu bằng liều thấp thôi, nửa viên mình có 25 á thì mình khởi đầu nửa viên thôi. Desipramine hay trazodone, trazodone mình có cái viên bao nhiêu? Viên bao nhiêu miligam? Viên trazodone có xài bao giờ chưa? Uống cũng đã dữ lắm, vì sao không? Ăn ngon cũng được. Trazodone á. Rồi, 25mg. Nhưng để ý là cái thằng SSRI là thằng Zoloft á. Thằng Zoloft nó có hiệu quả với IBS. Nó có hiệu quả với hồi nãy mình nói cái gợt, nhưng nó lại không có hiệu quả với thằng FD. Người ta nghiên cứu ta chưa thấy có hiệu quả. Thật ra trên bệnh nhân này mấy chị có sẽ xài amitriptyline hoặc là gì? Trazodone ha. Cuối cùng nữa là thuốc giảm đáy vị. Thuốc giảm đáy vị là acosiamide, là buspirone. Tất cả những thuốc này mình đều chưa có trên thị trường hết. Thì người ta chứng minh thằng có buspirone này nó chỉ có tác dụng làm giảm đáy vị thôi. Ha, giảm đáy vị thì giúp cải thiện triệu chứng gì với chị? Triệu chứng no sớm. Triệu chứng no sớm là triệu chứng chính ha. Nó chỉ có tác dụng làm giảm đáy vị thôi, chứ nó không có tác dụng để làm trống dạ dày. Nó không có vai trò làm tăng bóp để làm trống dạ dày, nó chỉ có làm giảm đáy vị thôi. Cuối cùng là một cái thuốc mình thấy rất là lạ, đó là thuốc liên quan đến cơ chế viêm thực quản không coi eosinophil. Có hay không có tế bào mast cell, đó là thuốc điều trị hen phế quản hoặc là điều trị viêm dị ứng, đó là montelukast và agonist receptor CLT. Và nó giúp ổn định eosinophil và một cái nữa là thuốc kháng histamine của mình ha. Nhưng mà những cái này họ nghiên cứu chưa có nhiều, họ chỉ mới đưa ra cho mình thôi ha, họ chưa có những cái nghiên cứu nhiều. Tóm lại chẩn đoán khó tiêu cần có sự kết hợp lại từ các nguyên nhân thực thể với tiêu chuẩn phân bố. Dùng đường HCl là một trong những bước tiếp cận đầu tiên cho bệnh nhân khó tiêu tiêu khảo sát theo phân bố điều trị khó tiêu theo ba bước. Bước đầu tiên gọi là khó tiêu là PPI và prokinetic. Bây giờ tôi nói với chị nghe này, làm sao chị nói được cái bệnh này. Nói thì nhiều, muốn cùng chị nói làm sao. Do nó được chứng nó y chang như dạ dày vậy đó, đúng không? Nó do bằng ở đâu? Đi nhỏ, đi hơi, nó sớm, đi nhỏ, hoặc cái hợp cả hai. Vô phút cái là hội chứng dạ dày tách ràng, chắc chắn 100% luôn, cho đi soi. Soi ra trả lời gì? Viêm xung huyết nhẹ, à là nó. Thường thường á, dạ dày không có gì, nó cũng phá gì. Viêm xung huyết nhẹ tại vì vô sờ bơm hơi rồi quấy mỗi cái nặng xuống huyết hết trơn à. Thành ra viêm xuống huyết nhẹ, thậm chí hoặc là soi ra không thấy gì hết, cái nói bệnh nhân bệnh da đỏ, nó có da đỏ, người ta bị khó tiêu chức năng đó nghe, loại trừ luôn cả những cái triệu chứng của gan mật vị. Thành ra gặp nhiều không? Nhiều lắm, nhiều lúc đến nó có đau đâu, nói bổ đầy hơi khó tiêu đau à, soi lần không ra gì, lần hai để đi soi hoài, đâu có tháng nào không đi soi hết trơn á, rồi soi ra là viêm xuống huyết nhẹ có gì đâu, đúng không? Bây giờ viêm xuống huyết nhẹ, biết có viêm hay không, có trời biết, có bác sĩ soi biết thôi. Nhưng mình đâu có biết. Thành ra cái khó tiêu chức năng này nó nhiều lắm. Nhưng mà tại vì gì? Mình cứ chẩn đoán viêm dạ dày thôi. Một cái viêm dạ dày thì nó PPI tới thôi. PPI cứ tới, mà PPI xài càng lâu thì càng gì? Xài hoài à, xài tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng, xài hoài luôn. Và liều cao cũng ghê chứ. Xài một viên không thích, lúc nào cũng gì? Isomeprazone hẳn độ, phải là 1x2, 40mg, 1x2 là liều nhiêu? 80 là cấp 4 liều chuẩn. Tại sao có hết đâu, không hết thì phải tăng liều, tăng hoài nó mở, nước ngoài nó thấy nó hết hồn. Cái liều tối đa ở nước ngoài nó cho chỉ phép là gấp đôi liều chuẩn thôi. Cấp 3 là đã khó rồi đó, gấp đôi liều chuẩn thôi, chỉ riêng cái diệt khắc calorie khi sử dụng PPI liều cao nữa, thì isomeprazone có sử dụng 1x2 là 40x2 thôi. Đó, vì nó nói là lúc đó là ức chế toan tuyệt đối rồi, còn nếu không thì thôi đừng tăng liều mà chuyển qua loại khác, hoặc là hợp thuốc. Mình á, sử dụng PPI là quá lố luôn, mình sẽ gánh hậu quả đó. Sau này á, mấy bạn sẽ thấy tác dụng phụ của PPI giờ gây. Cái báo nó đăng liên tục, 2017 tháng 1 cũng có, lúc đầu tháng 2, tháng 3 nó cũng đưa liên tục. Là cái thì, là những cái biến cố xảy ra trên bệnh nhân sử dụng PPI kéo dài. Đó, nó đưa liên tục luôn. Một trong những cái thì nó chỉ đơn giản thôi, là nó tăng tỷ lệ tử vong so với người không sử dụng PPI. Và ra nó còn nhiều cái nhỏ nhỏ trong đó lắm. Thành ra mình phải để ý, mình sử dụng thuốc cho đúng, mình phối hợp thuốc cho đúng. Tôi chọn hai bài này vì lý do là hai cái bài này rất là thường gặp với mình chị. Hy vọng là thời gian gần nhất tôi sẽ nói cho mấy chị nghe về cái cập nhật chẩn đoán và điều trị diệt trùng HCl. Còn coi như là bài của mình là hết.